trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mắc mới và 1,76 triệu người tử vong do ung thư phổi. Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. 90% bệnh nhân mắc ung thư phổi đều hút thuốc lá. Hút thuốc lá cũng là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến xảy ra nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 11 là mùa sinh sôi phát triển của rắn độc. Khi bị rắn độc cắn, cần sơ cứu đúng cách và đến ngay cơ sở y tế để được điều trị, tránh hậu quả đáng tiếc. Suy thận là tình trạng thận bị tổn thương và suy giảm chức năng hoạt động vốn có của nó. Đây là một bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người mắc. Việc nhận biết các dấu hiệu để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời là vô cùng cần thiết. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Khỏe trên Truyền hình Nhân dân. Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mắc mới và 1,76 triệu người tử vong do ung thư phổi. Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao thứ hai trong các bệnh nhân ung thư ở nam giới. Đáng báo động, ở Việt Nam năm 2020, số bệnh nhân ung thư phổi mắc mới và tử vong vì ung thư phổi vẫn ở mức cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có đến 90% bệnh nhân mắc ung thư phổi đều hút thuốc lá. Hút thuốc còn là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Năm 2020, Việt Nam có thêm 26.262 người mắc ung thư phổi và có hơn 23.000 trường hợp tử vong vì bệnh ung thư phổi. Đáng nói là trong khói thuốc lá có khoảng 4.000 hoạt chất gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, có những bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư phổi ngay cả khi họ không hề hút thuốc một cách chủ động mà đã hút thuốc lá thụ động, tức là hít phải khói thuốc lá trong một thời gian dài. Thời gian qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn. Trong đó có những bệnh nhân phải thở máy, mở nội khí quản và bị liệt. Những bệnh nhân này bị các loại rắn cực độc cắn như là hổ mang, rắn lục núi và rắn cạp nia. Đây là bệnh nhân nam ở Sơn La, bị rắn lục núi cắn khi đi làm nương. Sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân đã không đến cơ sở y tế để điều trị ngay mà chỉ sơ cứu và đắp lá. Chỉ đến khi bệnh nhân đã bị sốt và khó thở, gia đình mới đưa đến bệnh viện. Sự chủ quan này là rất nguy hiểm bởi nọc rắn lục núi là cực độc, có thể gây tử vong và chưa có huyết thanh đặc hiệu. Đối với rắn cạp nia này, con rắn mà cũng đen nâu trắng đấy, thì cái vết cắn của nó không gây tổn thương. Cho nên nếu giả sử nhìn trong vết cắn thì không biết là gì cả. Phải những người mà có chuyên môn chúng tôi, bởi vì tại sao nó giống như là cái kim châm ở đấy, nhưng nó rất độc là nó gây liệt từ đầu cho đến chân. Các bác sĩ cho biết rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến. Có nhiều loại rắn độc và mỗi loại có cơ chế gây độc khác nhau. Tùy theo từng loại rắn sẽ có biện pháp sơ cấp cứu, phương hướng điều trị khác nhau. Rắn cắn là một trong những ngộ độc hàng đầu, đặc biệt xảy ra nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 11 là mùa sinh sôi phát triển của rắn độc. Người dân ở các vùng đồng bằng thường không cảnh giác nên rắn hay bò vào nhà hoặc làm vườn chạm phải rắn và bị cắn. Nhưng nguy hiểm hơn chính là sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân lại không được điều trị ngay. Hầu hết các biện pháp sơ cứu bị rắn cắn hiện nay là hiệu quả rất hạn chế ở ngoài cộng đồng. Bà con chúng ta làm gì thì làm phải nhanh chóng, đừng mất thời gian các biện pháp sơ cứu tại chỗ quá nhiều. Đúng mất thời gian các bạn tìm thấy thằn lằn lá thuốc mà sau đó là nhanh thôi, nhanh chóng và đưa đến cơ sở, vận chuyển bệnh nhân nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân sau khi bị rắn độc cắn cần được nhanh chóng sơ cứu đúng cách với mục đích làm cho nọc độc của rắn từ vết cắn xâm nhập vào cơ thể chậm nhất và ít nhất, sau đó ngay lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị. Suy thận là tình trạng thận bị tổn thương và suy giảm chức năng hoạt động vốn có của nó. Là một cơ quan đảm nhận việc lọc thải chất độc, cặn bã cho cơ thể, nên khi thận bị tổn thương sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Bệnh lý về thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể tiến triển thành nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Thận là một trong các cơ quan quan trọng của cơ thể, giúp con người duy trì sự sống. Cơ quan này có nhiệm vụ lọc máu nhằm loại bỏ các chất thải và lượng nước dư thừa, duy trì sự cân bằng của muối và chất điện giải có trong máu, hỗ trợ điều chỉnh huyết áp.
Bệnh suy thận là tình trạng thận bị tổn thương dẫn đến không thể thực hiện tốt chức năng tự nhiên, tức là chức năng lọc máu, lọc nước tiểu không còn bình thường. Chính vì thế, nếu cơ quan này bị tổn thương, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê của Hội Thận học Quốc tế, đến năm 2019, trên thế giới có hơn 10% dân số, tức là khoảng 2,6 triệu người bị bệnh thận mãn tính, và cứ 10 người thì có một người mắc bệnh. Dự báo con số này sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2030. Trong số các bệnh lý về thận thì bệnh thận mãn tính có tỷ lệ mắc cao, mức độ trầm trọng và gây ra nhiều hệ lụy nặng nề cho người bệnh và xã hội hơn cả. Người mắc bệnh nếu muốn kéo dài sự sống thì cần phải chạy thận nhân tạo và chăm sóc suốt đời. Bên cạnh đó, sức khỏe của người mắc bệnh thận mãn tính bị suy giảm rất nhanh, không thể lao động. Trong giai đoạn đầu của bệnh suy thận, bệnh nhân sẽ xuất hiện một số dấu hiệu như khó ngủ, đau đầu, mệt mỏi và cơ thể bị suy nhược, da khô và ngứa ngáy, mùi hôi miệng kèm vị kim loại, khó thở, đau lưng, huyết áp cao. Những thay đổi khi đi vệ sinh như tần suất, mùi, màu sắc, số lần tiểu trong ngày, đi tiểu có máu. Bệnh thận thì nó tiến triển qua, có thể người ta theo thời gian, người ta chia ra bệnh thận có thể là giai đoạn bệnh thận suy thận cấp, hay là tổn thương thận cấp tính, hay là bệnh thận mãn tính. Những cái dấu hiệu của cấp bệnh cấp tính thì thường thường cũng rất khó. Còn đối với bệnh thận mãn tính thì trải qua rất nhiều giai đoạn, nên là những giai đoạn đầu tiên bệnh thận sẽ tiến triển rất âm thầm, hầu như không có các cái biểu hiện trên lâm sàng. Khi lâm sàng thận còn lại khoảng 25-30% thì lúc đó các triệu chứng lâm sàng mới rõ ràng ra. Bệnh nhân có thể mệt mỏi, có thể có dấu hiệu mệt mỏi này, đau đầu này, hoa mắt chóng mặt này, ăn uống kém, buồn nôn, nôn khan, đau ngực, khó thở, chuột rút. Khi đã có những dấu hiệu đó rồi thì diễn biến bệnh nhân ở giai đoạn bệnh thận đã tiến triển nặng. Mà mặc dù đã có tiến triển bệnh thận ở giai đoạn thận nặng rồi, nhưng bệnh nhân đi khám chưa chắc đã phát hiện ra bệnh thận của mình. Bệnh thận rất khó phát hiện giai đoạn sớm. Chính vì để mà phát hiện bệnh sớm thì thường cố gắng người dân thì lên đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm một lần. Những năm gần đây, suy thận do biến chứng của các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường, gút không ngừng gia tăng. Nhiều nghiên cứu cho thấy tăng huyết áp, tiểu đường type 2 là nguyên nhân của 2/3 tổng số các ca suy thận, đặc biệt là suy thận giai đoạn cuối. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã lên tiếng cảnh báo về mối liên quan giữa hai bệnh lý béo phì và thận. Béo phì có thể gây tổn hại đến chức năng thận trước khi tiểu đường và tăng huyết áp tác động tiêu cực lên thận và là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý về thận. Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo tình trạng nhiễm độc thuốc, trong đó có thói quen sử dụng thuốc tùy tiện, không rõ nguồn gốc, sử dụng thuốc đông dược trộn lẫn tân dược cũng là nguyên nhân gây suy thận. Cái nguyên nhân mà gây ra suy thận hiện nay cũng như trên thế giới thì nguyên nhân hàng đầu đó là bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường. Ngoài ra thì có những cái yếu tố khác nó gây ra gia tăng các bệnh thận, đó là người dân chúng ta sử dụng thuốc một cách là theo ý muốn của mình ấy, chứ còn không có tư vấn của nhân viên y tế, hoặc là sử dụng các thuốc nam, thuốc bắc, những cái thuốc dân tộc mà không rõ nguồn gốc, những thuốc giảm đau chống viêm mà chúng ta hơi đau tí chúng ta đã đi sử dụng thuốc đó, làm ra chúng ta là ảnh hưởng đến chức năng thận. Ngoài ra thì hút thuốc lá hay là những dấu hiệu thêm về béo phì thừa cân cũng là những đối tượng mà nguy cơ bị bệnh thận. Còn yếu tố về những cái gia đình mà có những người đã mắc bệnh thận, đặc biệt là có những cái suy thận rồi, thì đó cũng là một những đối tượng mà nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn. Được ví như một bộ máy lọc tự nhiên, thận đảm nhận chức năng loại bỏ các chất thải, chất lỏng dư thừa ra khỏi máu nhằm bảo đảm và duy trì mọi hoạt động cho cơ thể. Để có một bộ máy lọc luôn khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả, chúng ta cần hiểu và có cách chăm sóc hợp lý, khoa học. Một số nguyên tắc chung để phòng bệnh thận như sau: uống đủ nước mỗi ngày, thực hiện chế độ ăn hợp lý và cân bằng để tránh bị tăng trọng lượng và bị thừa cholesterol, hạn chế dùng muối, một yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp, không hút thuốc lá vì hút thuốc làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn, tập thể dục thể thao mỗi ngày, không dùng thuốc khi không có hướng dẫn của thầy thuốc vì một số thuốc có hại cho thận. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!